giữa ông Eriksson và Park Hang-seo rất đáng chú ý. Đường chuyền nhanh. Pha xử lý của Phan Văn Đức. Lương Xuân Trường. Bóng đập hàng rào. Rất thanh thoát. Trọng Hoàng. Những pha quay rất nhanh của cầu thủ Philippines. Cần phải rất cẩn thận với những tình huống như này. Pha phá bóng của Duy Mạnh. Quang Hải. Pha xử lý bất ngờ của Trọng Hoàng. Xuân Trường là bộ đôi đã chơi bên nhau rất tốt hồi đầu năm ở giải U23 châu Á. Một tình huống hết sức nguy hiểm. Pha lẻn phía sau Duy Mạnh. Quang Hải. Pha chuyền bóng hơi khó. Pha đi bóng của Slop hết sức nguy hiểm. Phan Lâm bắt bóng, tuy nhiên có lẽ trọng tài cho rằng đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Phan Văn Đức chống biên rất tốt, chuyền vào rất điệu đà. Bóng bóng không vào. Pha bóng của Quang Hải, tình huống hết sức bất ngờ. Rất tiếc bóng đi đúng vị trí của thủ môn Đầy Tô. Tình huống không thành bàn thắng nhưng rất quan trọng về mặt tinh thần. Một pha vẩy mã ngoài kỹ thuật đẹp mắt và rất chính xác. Phan Văn Đức rất tốt. Đăng Ngang không vào. Vào chậm một chút, rất đáng tiếc. Cầu thủ Việt Nam đã lấy lại được nhịp điệu và tạo ra những cơ hội, có những miếng đánh hấp hiểm. Những pha bóng có thể nói là cầu kỳ. Đến lúc này Văn Hậu và Trọng Hoàng đã kiểm soát tốt Stoiber và Ramsey ở hai biên. Quang Hải hơi chậm. Xuân Trường. Trọng Hoàng. Cú đá không chính xác của Trọng Hoàng.